ấy sẽ làm trong nước cho anh em. Đẹp vậy, ấy sẽ làm trong nước ha. Đây là X1 S, ok anh em ha. Anh em đã hoàn thiện được sàn sàn trệt. Thì hôm qua giờ cũng có mấy anh em hỏi về cái loại X1S này. Thì sẵn video này ba cũng xin trả lời X1S này là lo chính hãng của Audax, tập đoàn Audax Indonesia ha. Thì nói chung là ba cũng làm mấy căn rồi. Nhưng mà căn này hiện giờ đang nằm ở vùng cạnh tranh chim ở Tiền Giang, ok anh em ha. Sẵn đây thì bao cũng chia sẻ cho anh em, tại vì đôi lúc cũng có nhiều anh em làm thất bại thì vấn đề tài chính thì nó cũng đã vơi đi rất nhiều rồi, ok anh em ha. Sẵn đây bao cũng quay và chia sẻ cho anh em, ok ha. Thì cái hình thức không mộng thế nào rồi là bao cũng một lần cũng tư tưởng bao, thứ hai nữa là cũng hỏi trong group kỹ thuật giữa công ty bao và bên Audax Indonesia, ok anh em ha. Thì mấy anh em cũng góp ý để hoàn thiện hơn. Thì hôm nay bao chia sẻ loa X1S này này, trong một cái làm thế này nè, ok anh em ha. Thì anh em nào nếu mà không có đủ tài chính kêu công ty làm thì anh em hãy tự làm, ok anh em ha. Mua loa về tự làm, ok anh em ha. Thì nó đỡ phần nào đó vấn đề tài chính, ok anh em ha. Tại vì cũng có nhiều nhà đôi lúc làm thất bại thì tiền bạc nó đã vơi rất nhiều rồi, không thể nào mà tiếp tục mà mướn được cái thật vậy làm. Còn công ty về làm thì nói chung là phải công cán cho nhân viên này kia tùm lum, ăn ở khách sạn rồi ăn uống này kia đó, ok anh em ha. Đó thì hôm qua giờ cũng mười mấy anh em ở mấy vùng cạnh tranh thì gọi điện cho bao, thì kêu bao làm xong mà bao chia sẻ cách đi lo này kia. Thì sẵn video này bao cũng chia sẻ cho mấy anh em luôn. Thì nói chung là mấy cái đây thì không có cái thật nào mà hơn cái thật nào anh em ơi. Thì có nhiều cái thật người ta qua chạm, người ta làm nhiều qua chạm nhiều thì lúc người ta rút cho kinh nghiệm cho bản thân và chia sẻ thôi à, ok. Chứ trong cái thật thì không có ai hơn ai đâu, ok anh em ha. Thì lo này bác xin nhắc lại lo này X1S anh em. Thì hôm qua giờ cũng có mấy anh em cái thật hỏi với chủ nhà hỏi rất nhiều lắm, thì bao làm xong thì bao cũng chia sẻ lên này đó. Thì nói chung là đây là cách của công ty những công ty, ok ha. Còn anh em nào ví dụ sau video này anh em nào có cách nào hay hơn hay là đi lo vấn đề đi lo mộng này kia hay hơn thì xin góp ý với công ty ha. Là có vấn đề gì hỏi thì con có thể mà gọi điện trực tiếp cho bao hỏi cho bao, ok ha. Bao biết cái gì là bao chia sẻ cái đó, ok anh em ha. Đây là trang trại có nhà yến 500 m² ở Tiền Giang anh em. Đó, ok anh em ha. Đó vẫn là X5 trong nước với đất, ok anh em ha. Đó. Xin chào 500 anh em ha.